Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là một cái nick mà mình vừa nhặt được các bạn. Một cái nick mà có thể nói là trang phục biểu tượng rất khủng khiếp. Chúng ta cùng review qua về cái nick này nhá. Các bạn là có 5 trang phục tối thượng này. Tối thượng của Luke, tối thượng của Sona, tối thượng của Miss Fortune, tối thượng của Udyr Tử Linh Về Hồn, Ezreal. Thần thoại là có 4 trang phục, huyền thoại là có 46 trang phục. Thao mà chơi thôi các bạn. Sử thi là có 59. Ôi rất nhiều. Những trang phục khác là có hơn 200 trang phục. Tổng cộng là 333 trang phục đã sở hữu. Về biểu cảm xem. Mình thích những cái phần biểu cảm nữa này. Chúng ta hiện những phần đã sở hữu nhá. Có những skin rất ngầu, mình thích nhất là cái skin của con Jin này này. Con Jin này skin kiểu là trâu. Và hôm nay thì trong này thì mình bảo rằng là mình nhặt được, nhưng thật ra là clip này là của bạn Việt Cố Nguyên, bạn Thiên Phúc. Bạn ấy muốn nhờ mình mở 10 viên tất niên Tết để xem nó ra cái gì. Bây giờ thì mình sẽ vào quy đổi 2.000 RP nhá. Tại vì sự kiện này nó bảo chúng ta mua cái mốc 2.200 so là được sự kiện. Để mình vào với mình các bạn xem sự kiện nhá. Đây sự kiện này ở mốc từ 150 so tới mốc 2019. Như vậy chúng ta chỉ cần nạp 2.000 so là được tặng thành 2.200 lớp RP và được full tất cả cái này. Như vậy được trang phục quay nét tương niên này, trang phục sử dụng chỉ hơi, trang phục 8 can thân tài đẹp thôi các bạn, tuyệt vời. Ok bây giờ mình sẽ đổi nhá. Xử lý thanh toán này. Chúc mừng các bạn thấy này, được một loạt trang phục cũng như là qua. Ok thì tiếp theo của mình đó là mình sẽ vào bộ sưu tập của tôi làm gì. Đây gì nhỉ? Điểm hàng hiệu đây gì nhỉ? Viên tất niên đây này, cái quan trọng là viên tất niên này. Mình đã xin bạn Việt Cố Nguyên để review về cái này. Bây giờ mình sẽ mở cái viên tất niên nha, tự nhiên đáng mà để nhìn ngầu nhiên một khoản trang phục. Cái này thì chắc không có gì. Phương tiện đặc biệt quan trọng là biến tất niên này. Bây giờ mình sẽ mở thử xem nha. Như vậy được mảnh trang phục. Chúng ta sẽ mở biến thứ hai. Mảnh trang phục đẹp. Nhưng đây là con Rakan yêu hương. Xin chào bị kích. Các bạn trang phục Hecarim thân rừng, mạnh sự thi, xin những tâm mô gia ban lựa bộ, gia ban mấy gái, Leona xúc xích, Leona cam xúc xích. Như vậy thì có 3 viên thôi. Ai chơi đến dấu này, một skin mình nghĩ rất đẹp. Cũng là ai chơi đến dấu. What the hell. Nhưng mà chúng ta chỉ còn một viên cuối cùng mà thôi. Và đây là cái gì đây? Mới thích cái rắn, trương phù. Như vậy là không có những trang phục mà huyền thoại. Kiểu như Park Sivir vậy. Ok bây giờ thì cuối cùng đó là bạn Việt Cố Nguyên bảo rằng mình có thể tùy ý chọn nhận một cái skin qua làm quà tặng. Cái deck mình là trố là niềm vui đâu rồi nhỉ. Chữ ó thì vậy. Đây là deck của mình. Bây giờ mình sẽ làm sao mà tặng nhỉ? Tặng qua này. mà tặng 100 phút kỳ bí. Bây giờ mà tặng cái gì này, chọn qua. Bạn có thể tặng tối đa 5 qua RP và 20 qua khác mỗi ngày. Bây giờ thì mình sẽ vào cửa hàng để xem những trang phục nhé. Hiện tại tưởng mà mình thích chơi đó là Mao Cai. Mao Cai full AP ấy. Nhưng mà còn Mao Cai thì mình có skin vinh quang rồi. Tam can thì sao nhỉ? Biểu tượng giá số xăng. Chúng ta sẽ chọn một con giá số. Giá số xếp phẩm này. Nó như vậy là cái này bài có rồi nên là không hiển thị tiền. Những trang phục mà không có, đây dùng không có nào mà. Nhưng bây giờ làm sao mà tặng nhỉ? Mình thích biểu cảm. Chúng ta sẽ chọn một món quà biểu cảm vậy. Tiếp theo đây mình chỉ nghĩ rằng là nhiều người sẽ chọn một trang phục có thể nói là kiểu như là đắt, kiểu siêu phẩm vậy, hoặc là lúc hay là những trang phục như kiểu thập đại nguyên tố vậy. Nhưng mà không, mình không phải như vậy, mình không phải là người quá tham lam. Mình chọn một biểu tượng mà thôi. Mà biểu tượng thì cũng nhiều rồi, tôi chọn trang phục đi. Mở khóa một trang phục kỳ bí. Mở khóa một trang phục tặng bạn. Chúng ta chọn một skin như đây. Những skin này có giá tầm khoảng 250 RP. KDA là 369 RP. KDA là thuộc dạng đắt nhất như vậy. Thật sự thì trước giờ chơi liên minh thì mình không nạp tiền, bởi vì mình cũng không rõ là cái skin nào là có giá trị nhất. Lúc tất niên đi xem dạo gần đây thì mình chơi con skin gì nhỉ? Mình hay chơi tượng giá ra, nhưng mình ít chơi. Thôi mình nghĩ rằng là chọn biểu tượng đi. Biểu tượng có giá rất rẻ các bạn, chỉ 10 RP mà thôi. Còn chú bạn Nguyễn Phúc bảo rằng là mình phải tùy chọn một skin bất kỳ. Nếu chọn skin thì có thể là rẻ nhất thì cũng tầm khoảng 150 RP. Những biểu tượng thì tầm khoảng 10 RP mà thôi. Nghe ra mắt. Chọn nghe ra mắt đi. Chúng ta chọn những biểu tượng mới nhất. Tôi giữ lên. Nó đẹp. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này nó biểu tượng. Biểu cảm chứ, quên mất mình chọn biểu cảm, mình nhầm sang biểu tượng. Biểu cảm ở chỗ nào này? Biểu tượng này có phải biểu cảm không nhỉ? Không phải là biểu tượng rồi. Cái này là không cho tặng biểu cảm sao? Biểu cảm cái này. Nếu như gọi này thì chúng ta nhận được lãi suất. Thì nó là vũ công. Nhưng mà sao nó không cho chúng ta tặng biểu cảm nhỉ? mở khóa một tướng, mở khóa biểu tượng, trang phục, trong kỳ bí, tượng kỳ bí, chế tạo hết tích, mọc mắt, theo. Như vậy thì biểu cảm nằm chỗ nào nhỉ? Cũng là bây giờ là xích hướng dẫn tặng biểu cảm sao? Lý xin 400 RP này. Còn Alita bao giờ mình cũng đạt. Nhưng mà thật sự thì mình chơi liên minh mình ít sử dụng Nguyên rồi. Tội hầu không thấy đang hạ giá. Bây giờ làm sao mà chọn biểu cảm đây? Chọn dàn qua biểu tượng. Cái heo biểu cảm chỗ nào? Mộng mắt. Quả gì vậy nhỉ? Tầng một tướng, biểu tượng, trang phục. Khổ thực. Bây giờ mình cũng định chọn cái gì đây? Màu mắt. Đẹp. Mình sẽ hướng dẫn tặng biểu cảm liên minh. Thì cái biểu cảm nó cũng tăng được biểu cảm mới. Nhưng biểu cảm nó chịu múa hay sao ấy. Được. Bị phản tay bó nhưng cũng bị thương. Thôi, có gì thì mình sẽ liên lạc với bạn ấy để hỏi cái này sau. Ok, như vậy thì vừa rồi mình đã review với các bạn về nạp vào 2019 so thì nhận được cái gì, và cũng như coi 10 viên tất niên xem ra cái gì, cũng như review về cái nick này của bạn Việt Cố Nguyên. Ok, cảm ơn bạn Việt Cố Nguyên đã tài trợ cho chương trình này, và cũng xin chào mọi người nhé.